Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người lo ngại dịch bệnh nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về virus corona. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố thông tin và khuyến nghị đối với cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang lây lan mạnh để tránh những lầm tưởng về chủng virus này. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế corona bay lơ lửng trong không khí. Theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, có hai con đường lây lan nCoV. Một là tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn, dịch tiết như nước bọt, nước mũi của người nhiễm bệnh. Hai là gián tiếp qua đụng chạm, sờ tay và các vật dụng có dính dịch tiết, giọt bắn, các chất trong vùng hầu họng có mang virus, sau đó đưa lên mặt, vùng mũi miệng với giọt bắn, bắn trực tiếp từ người bệnh sang người tiếp xúc thì khả năng lây lan phụ thuộc vào việc giọt bắn đi tới đâu. Khoảng cách trên 2 mét thì có thể tránh được. Virus corona không đủ nhẹ để bay, virus này không lơ lửng trong không khí. Vì vậy, bác sĩ khuyên mọi người không nên quá hoảng sợ mà cho rằng virus lơ lửng trong không khí khiến hít thở cũng có thể lây bệnh. Đóng kín cửa ở trong nhà, phòng điều hòa để ngăn bệnh có quan điểm cho rằng đóng kín cửa ở phòng điều hòa, tránh ra ngoài đường là an toàn nhất để tránh lây nhiễm virus corona mới. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, nCoV sẽ suy yếu ở nhiệt độ ấm áp, nhất là trên 25 độ C, độ ẩm cao. Ngoài ra, ánh sáng mặt trời cũng là một nguồn năng lượng tốt để tiêu diệt virus ở ngoài tự nhiên. Đây là một điều đáng mừng cho những vùng có khí hậu nóng ẩm và nhiều nắng như ở Việt Nam trong việc hạn chế thời gian tồn tại của virus ở môi trường ngoài cơ thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những nơi có khí hậu nóng sẽ không có nguy cơ lây bệnh. Người dân có thể tận dụng yếu tố nhiệt độ để làm giảm sức mạnh của virus, tránh ở các trong phòng kín có nhiệt độ quá lạnh và phải giữ nhà cửa thông thoáng, cần mở cửa cho thoáng khí đón nắng vào nhà. thú cưng có lan truyền ncov không? Nhiều người thắc mắc liệu thú cưng nuôi trong nhà có lây truyền chủng mới của virus corona ncov không? Theo thông tin từ WHO, đến nay chưa có bằng chứng thú cưng nuôi trong nhà như chó, mèo nhiễm ncov. Do đó, nếu chó mèo của bạn đã tiếp xúc với người nghi nhiễm virus corona, chỉ cần cách ly không tiếp xúc với chúng rồi theo dõi tình hình. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người nên rửa tay với xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với các loại vật nuôi. Đó là cách bảo vệ khỏi vi khuẩn E. coli Salmonella thường lây từ vật nuôi sang người. Đeo khẩu trang ngược phòng bệnh tốt hơn. Theo các bác sĩ, đây chỉ là quan điểm hết sức sai lầm. Có một điều chắc chắn rằng cần phải đeo khẩu trang đúng cách mới giúp phòng bệnh hiệu quả thạc sĩ bác sĩ trần thu nguyệt viện y học ứng dụng việt nam lưu ý dùng khẩu trang y tế đúng cách sẽ ngăn chặn các giọt nước bọt lớn có chứa virus phăng ra từ người bệnh qua việc hát xì hoặc ho sử dụng khẩu trang y tế đúng cách chỉ sử dụng một lần rồi bỏ vào thùng rác có nắp đậy khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do mặt màu xanh có tính chống nước các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong để hơi thở thoát ra vì vậy, nhất thiết không được đeo khẩu trang ngược. Chỉ cần đeo khẩu trang là có thể phòng bệnh. Nhiều người tin rằng đeo khẩu trang là biện pháp duy nhất để phòng bệnh. Tuy nhiên, theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa Nội tổng quát 2, bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đeo khẩu trang thôi chưa đủ, người dân phải làm hết các biện pháp được khuyến cáo mới phòng bệnh hiệu quả, đặc biệt chú ý rửa tay thường xuyên với xà phòng. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu để phòng bệnh truyền nhiễm, quan trọng hơn cả việc đeo khẩu trang. Virus nCoV phát tán từ người bệnh hay người mang mầm bệnh qua các giọt bắn phát ra khi ho, hát hơi. Virus phải nằm trong chất tiết mới sống được chứ không thể bay lơ lửng một mình. Virus trong giọt bay ra môi trường, bám vào các vật dụng nếu người ho, hắt hơi, không che miệng. Người khác dùng tay cầm nắm vào các vật này, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bị dính dịch tiết có virus. Từ bàn tay sẽ lây chuyển virus khắp nơi. Vì vậy, rửa tay đúng cách bằng xà phòng chính là cách phòng bệnh hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là chủ đề Những quan niệm sai lầm về khẩu trang trong phòng chống dịch corona. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt